Hello các bạn, Zen lại gặp lại các bạn trong một cái bộ phim mới cũng khá là sớm trong cái tuần này. Thì hôm nay chỉ mới là ngày 27 đây thôi, nhưng mà đã những các cái rạp đã chiếu cái bộ phim Cái Mặt Trăng phần 3 thì cái phim này nó hay hay dở, nó có dễ thương hay không, nó có vui nhộn hay không, thì các bạn xem clip hết cái review này các bạn sẽ biết được chuyện đó ha. Ok, đầu tiên là về cái nội dung phim. Mở đầu phim là cảnh một tên trộm ăn cắp một cái viên kim cương, đương nhiên là một cái nhân vật mới, là một boss mới rồi. Và tiền thân của cái kẻ ăn trộm này là lúc đầu là còn nhỏ, là một ngôi sao điện ảnh của Hollywood, nhưng mà chỉ là hồi còn nhỏ thôi. Và khi lớn lên thì vì một vài lý do thì mọi người không còn yêu thích anh chàng này nữa, và anh chàng này trở nên thù hận đó. Và lập một kế hoạch là biến một trong những tập phim khi xưa mà mình đóng đã thành sự thật, đó là tấn công thành phố. Ok, quay lại anh crew của chúng ta. Thì crew của chúng ta từ cái tập trước thì đã trở thành dịch vụ của nhà nước chuyên chống lại những cái kẻ tội phạm. Thì do là đã hoàn lương và không còn kẻ tội phạm nữa, cho nên cái trình về cái độ tinh ranh cũng không có bằng cái anh chàng tội phạm mới này. Và đương nhiên crew đã để sống anh. Rồi, nói thêm bạn này thì đồng thời lúc này anh này cũng nhận thêm một cái tin là có một cái anh em song sinh tên là tên Jeru. Nói chung là anh là Gru, còn anh là Jeru á đó. Thì do là bà mẹ đã chia tay ông bố từ khi mà đẻ hai đứa ra còn khá là nhỏ, cho nên bà mẹ giấu luôn, thì bây giờ mới biết. Và khi anh em gặp lại thì anh Jeru rất là hâm mộ anh Gru. Bởi vì sao? Bởi vì ba của hai người là một tên trùm tội phạm khét tiếng, rất là có tiếng hồi xưa đó. Và Jeru mong muốn Gru đào tạo mình trở thành một tên tội phạm khét tiếng khác đó. Nhưng mà Gru thì đã hoàn lương rồi, cái kiểu muốn sống an nhàn, không ai động ai cái đó. Nói chung là có công việc ổn định rồi, làm những cái việc mình yêu thích xung quanh gia đình mình thôi đó. Nhưng mà đời không như là mơ, thì có bị, do là bị sổng cái tên tội phạm cho nên bị đuổi việc đó, rồi buồn bã, nói chung là rất là thảm. Thì sau khi mà được Jeru cho Gru, anh Gru chúng ta thấy được là cái cơ ngơi của ba mình và những cái vũ khí của ba mình, thì Gru bắt đầu nảy ra cái ý định là cướp lại cái viên kim cương của tên trộm kia và lập công để trở về đi làm lại. Thì cái kế hoạch đó nó như thế nào, và tình cảm anh em khi mà bao năm gặp lại nó có tốt hay không, thì các bạn xem phim sẽ đó là phần về phần nội dung. Còn về phần hình ảnh đồ họa thì thật sự phim này cũng giống như những phim trước thôi, cũng khá là đẹp. Zen coi phiên bản 2D lồng tiếng, phiên bản 2D phụ đề đó thì ổn, nói chung là cũng như xưa thôi, nguyên nhân thì cũng dễ thương. Nhưng mà đặc biệt phần phim này sẽ có thêm hai nhân vật khác khá là dễ thương, đó là con heo và con dê, được gọi là con kỳ lân, cái bé nhỏ bé út ở trong nhà gọi là con kỳ lân, rất là dễ thương đó. Rồi mini anh tập này cũng có nhiều màn rất là bá đạo các bạn xem phim sẽ rõ. Về phần âm thanh thì Jay sẽ không comment nhiều, nó cũng bình thường thôi. Và đánh giá chung final là cái này bản thân Jay thấy là nó không hấp dẫn, không phải là dở nha, nhưng mà không hay lắm đó. Thì bởi vì sao? Bởi vì cái tình tiết nội dung rồi cái nhịp phim nó cứ trầm trầm, đúng là nó cũng có lên đó, nhưng mà nó nhìn rất là bình thường, cái kiểu giống như là xem phim các bạn sẽ có cảm giác như phim này bị bão hòa rồi đó. Với cộng thêm một cái điểm nữa là trước đó các bạn biết là Minh Anh có một cái tập phim riêng dành cho Minh Anh, thì cái tập phim này cũng không phải là hay, rất là fail đó. Xin chấm phim này 5.5, nếu các bạn nào có em nhỏ thì có thể dẫn theo xem cũng khá là hợp. Ok, if you like, you can click on the subscribe, nhận thêm nhiều clip từ Zen nha, nó miễn phí mà. Bấm nút đăng ký, baby.